Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diên Khải anh em ơi. Diên Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Lần này thì Khải sẽ sau sẽ đổ con đao cho Khải của Khải cho anh em xem. Thì vừa rồi thì Khải có đánh tống kim anh em ạ. Và hôm nay thì được top 4. 189 mạng, 189 mạng. Và đồ bật sơ 1.99, chung rảnh rỗi con fan mà được mở vài con đồ bật sơ. Và tử vong 14 lần, liên chạm 42. Chạm 42. Và cho anh em xem sẽ đồ nè. Lâu ngày rồi, lần đầu tiên chuyển lại con đồng đao lâu quá, đánh còn hơi yếu tay một tí. Chúng tầm này là ok anh em ơi. Đây, sẽ đồ con đồng đao Khải thì Khải vừa build xong hôm qua thôi nè. Một xếp đồng 3 hoàng mỹ 19-10, ngọc bội 30-5, và nhẫn 27, và nhẫn 2-19. Đó. Và tại bao tay kia, bao tay xương tinh. Bao tay xương tinh này hôm qua Khải vừa ép xong, hơn gần 2 triệu bao tay này, gần 2 triệu đã ép bao tay này. May mắn thay là ra được 223, chứ nếu 33 nó quá đẹp nè. Còn nếu mà 1 nữa coi như là xịt luôn, gọi là này tầm trung rồi. Rồi, cái áo này hồi trước Khải mua trong bang 10 kim khoảng 700-800 nghìn. Đai lưng này với đai lưng này thì Khải mua hôm qua hôm kia chỉ của ông anh trong bang, đai lưng của đôi giày. Đai lưng đôi giày thì gần 2 triệu. Đai lưng đôi giày gần 2 triệu, nói chung giày vừa ảo này. Rồi cái đao này thì đao sát thương nè, đao sát thương này nó cầm đánh bậc cao tống kim lái lực tây. Đó, phi dân. Nón thì đang mang nón thủ lý làm chậm. Hiện tại Khải đang sử dụng 4 món kiểu phái nè, bao tây, áo và đai. Nói chung đai gọi là cũng min rồi, một cấp hơi min quá. Đôi giày, ok anh em ơi. Chưa có đao hồng kim thành hình đây, còn đao băng sắt thì Khải có ở đây. Hiện tại bây giờ Khải sẽ thay đao băng sắt để đi hoạt động nè. Đó, đi hoạt động rồi thì sẽ mang đao băng sắt. Tại mang đao sát thương thì lực tay khá là cao nè, hơn 18 cái mấy, 11 cái mấy. Mang đao sát thương vô thì lực tay chỉ còn khoảng 10 cái hơn thôi. Đó. 10 cái hơn thôi. Đồ kiếm nào là ngon rồi. 10 cái hơn thôi. Rồi anh em. Anh em xem video thì đừng quên cho Khả một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho Khả một đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người. Rồi đã tống kiếm được cái gì đây? Hiện tính 2. Đây. Đó. Đây được top 4, AK top 2, top 3, Tâm Thánh top 2. Và JVK là Thúy Yên top 5. Vàng Sợi Tự Duyên là cái bang, gọi đầu Thiên Nhẫn. Quên, gọi đầu thì con lông xác. Thắng là thằng lửa là Thiên Nhẫn. Đông Phương là Đường Môn. Và Bờ Tre là cái bang. Nói chung cái bang nằm top khá nhiều nè. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video của Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để trực tiếp theo dõi những buổi tống kim vào 9 giờ hàng ngày nha mọi người. Và Khải bắt đầu live vào lúc 7 giờ 15 phút tối hàng ngày nha anh em nào rảnh rỗi thì cứ 7:30, 7 giờ 15 phút lên kênh Diên Khải Gaming để ủng hộ một like và chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi, ok, hiện tại Khải thì một kỹ năng, hai kỹ năng, càng khôn thì 4 và kèm với dòng băng hỏi là 5 kỹ năng nha anh em. 5 kỹ năng vẫn có nha mọi người. Hiện tại đang sở hữu 5 kỹ năng vẫn có. Đó, 5 kỹ năng vẫn có trong phái 35. Năm cái này cũng có nha nè. Rồi, ok man.